xã hội thì ngày càng phát triển, nhiều phụ huynh bộn bề với công việc và cuộc sống, nên những ngày nghỉ hè, nhiều trẻ thường ở nhà cả ngày. Dễ thấy nhất là tình trạng các em ngồi xem TV, coi điện thoại hàng giờ. Khi không có cha mẹ kèm cặp, trẻ dễ sa đà vào nghiện game online. Và khi vướng vào tình trạng này, thì nhiều bậc phụ huynh phải rút đau đầu. Dù có đổi mật khẩu, tịch thu điện thoại, đánh chửi con, nhưng vẫn bất lực với tình trạng nghiện game của con. Người phụ nữ có tên viết tắt là N, 39 tuổi, ở Vũng Tàu, tranh thủ đón xe sớm đến khoa tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh để đưa cậu con trai 8 tuổi đi điều trị tâm lý. Mọi sinh hoạt, tình hình của con vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi gia đình bắt đầu thấy con mới 8 tuổi có những biểu hiện lạ như sống thu mình, không tiếp xúc với bạn bè, không tập trung hay cáu gắt, thậm chí có hành vi chống đối, quát nạt lại mẹ cha. Chị thấy con thường xuyên lấy điện thoại chơi game, mắt dán vào màn hình, tay bấm, miệng lẩm bẩm. Chị cho biết vợ chồng bận rộn công việc, do vậy mỗi khi làm việc gì, tôi đều đưa điện thoại cho con chơi để ngồi yên một chỗ. Đến lúc phát hiện con khác thường thì mới ý thức được sự nghiêm trọng. Trường hợp khác, gia đình của người phụ nữ có tên viết tắt MT, ngụ Đồng Nai, nhận thấy sự thay đổi từ thái độ của cậu con trai đang học lớp 9. Chị T nhận thấy con mình nghiện game. Sự việc chỉ dở lẽ khi một lần con trai thừa nhận hành vi lấy cắp tiền của ông bà để đi chơi game. Sau đợt đó, gia đình đánh con một trận và cấm con chơi game. Thế nhưng chỉ được vài hôm, khi cha mẹ đi vắng, cậu lại tiếp tục dán mắt vào điện thoại, trốn vào phòng để chơi game. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC, game online dần trở thành một hình thức giải trí phổ biến, nhất là đối với trẻ em và người trẻ. Với đồ họa sinh động, nội dung đa dạng và sự cải tiến liên tục, game online hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chơi game cũng tiềm ẩn nguy cơ gây nghiện, tức gaming disorder, một dạng hành vi chơi game có đặc điểm là khả năng kiểm soát trò chơi bị suy giảm, ưu tiên việc chơi game hơn các sở thích và hoạt động hàng ngày khác, bất chấp những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Rối loạn nghiện trò chơi trực tuyến được mô tả trong cẩm nang chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ. Theo đó, nghiện trò chơi trực tuyến gây ra những ảnh hưởng đáng kể đối với một số khía cạnh trong cuộc sống con người. Lý do dẫn đến nghiện game do yếu tố tâm lý, bởi những người nghiện game tìm thấy ở các trò chơi những điều mới mẻ, hấp dẫn, mang đến cho họ cảm giác thích thú, dễ chịu hơn so với cuộc sống thực tại. Ánh sáng, màu sắc, âm thanh và nội dung của game có sức cuốn hút mạnh liệt, khiến họ dần dần dành nhiều thời gian và tâm trí cho nó hơn bất kỳ điều gì khác. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 70-80% số trẻ em từ 10-15 tuổi thích game online, trong đó tỷ lệ trẻ bị nghiện game chiếm khoảng 10-15%. Các chuyên gia cảnh báo, nghiện trò chơi điện tử gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng về tâm lý cũng như sự phát triển của trẻ, dẫn đến hệ lụy về sức khỏe tâm thần. Các bác sĩ khoa tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mùa hè lượng trẻ em đến thăm khám tâm lý có xu hướng tăng khoảng 20-30%. Phần lớn là trẻ rối loạn chống đối, cư xử do liên quan đến game, kể cả những trẻ chậm nói và tăng động do tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử. Người nghiện game thường có những biểu hiện như bận tâm với việc chơi game, những triệu chứng cai khi ngừng chơi như buồn bã, lo lắng, dễ bị kích động, sự kiên nhẫn, cần phải dành nhiều thời gian chơi game để thỏa mãn sự ham muốn, không thể dám chơi game. Theo các bác sĩ, yếu tố thúc đẩy nghiện game có thể là gì gặp các xung đột tâm lý, nhất là ở tuổi thiếu niên. Ở độ tuổi này, do sự phát triển tâm sinh lý, trẻ muốn trở thành người lớn, muốn được tôn trọng, nhưng ở một số gia đình, cha mẹ lại giáo dục con cái bằng roi giọt hay áp đặt. Điều đó khiến trẻ cảm thấy cô đơn, bất mãn, chán nản và tìm tới game như một cách thể hiện bản thân và cảm xúc. Trong khi đó, các trò chơi thường rất hấp dẫn, sinh động, người chơi được nhập vai, kể chuyện, dễ dàng chia sẻ cảm xúc cá nhân và tương tác. Điều này tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ, giúp người chơi quên đi những trải nghiệm khó chịu ngoài đời. Điều đáng lo ngại là trẻ nghiện game có thể gặp nhiều hệ lụy về sức khỏe, thậm chí có thể mắc chứng trầm cảm, lo âu, tự ti, mất kiểm soát. Từng có những vụ trẻ đột tử do kiệt sức hay suy nhược cơ thể vì chơi game kéo dài và liên tục. Đây là lý do Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp nghiện game
vào dạng rối loạn tâm lý, tương tự như bệnh lý trầm cảm hay tâm thần phân liệt. Khi thấy con mình nghiện game, cha mẹ bình tĩnh tìm hiểu con, có thể bước vào thế giới của con, đồng quan điểm với con, trên cơ sở đó dẫn dắt và chỉ đường cho con để trẻ không làm đường lạc lối. Chỉ khi bản thân tự ý thức được tác hại, lúc đó trẻ mới tự giác. Nếu cấm đoán càng làm cho trẻ có hành vi chống đối, rối ren thêm. Theo các chuyên gia y tế, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con quy định thời gian được phép sử dụng máy tính, Internet. Thời gian sử dụng không quá 2 tiếng một ngày nghỉ và 1 tiếng một ngày bình thường. Không tính thời gian dùng vào việc học tập. Nếu trẻ dùng Internet liên tục từ 4 tiếng trong một ngày trở lên, thì cha mẹ phải nghĩ đến vấn đề bệnh lý, nhất là khi con giảm các hoạt động khác như ít tương tác xã hội, ít hoặc không thể dục thể thao, sụt giảm kết quả học tập. Khi trẻ nhỏ có những dấu hiệu này, cần được khám chuyên khoa và điều trị sớm.